Trường Giang viết nhạc tặng Nhã Phương Diễn viên Trường Giang sáng tác ca khúc Vợ Anh là số 2, không ai số 1 Rồi tự hát và đọc rap làm món quà tặng cho bà xã Nhã Phương Bài hát được Trường Giang hé lộ trong tập 2 web drama chủ tịch giao hàng Lên sóng tối ngày 30 tháng 12 Ca từ thể hiện lời hứa của người chồng với vợ Rằng anh sẽ tôn thờ và yêu thương cô Nguyện từ bỏ cuộc sống phóng túng tự do Ham chơi để phun đắp tổ ấm và giao hết tiền cho vợ giữ Đây là lần đầu tiên Trường Giang trổ tài đọc rap anh cho biết viết riêng bài này tặng bà xã nhã phương nhưng thấy ca khúc hợp với bộ phim đạo diễn đức thịnh xin phép được đưa vào một số cảnh nhã phương tiết lộ khi cô tâm sự muốn chơi tiktok trường giang đã hứa sáng tác một bài hát riêng cho cô dùng trong các video của mình một hôm anh đưa cô đến phòng chiếu phim cho cô nghe một ca khúc mới lúc đó nữ diễn viên rất bất ngờ và cảm động lâu lắm rồi anh giang mới có hành động lãng mạn như vậy cô nói Tuy nhiên khi Nhã Phương lên kế hoạch làm nhiều sản phẩm với món quà chồng tặng, Trường Giang đột nhiên đưa vợ anh số 2, công ai số 1 vào phim. Lúc đó tôi hơi giận. Nhưng vì anh Giang rất tâm huyết với dự án nên tôi cũng nhường chồng một chút. Ở nhà tôi thấy anh Giang làm phim vui lắm. Anh hạnh phúc vì cuối cùng cũng hoàn thành bộ phim để tặng khán giả. Tôi sẽ bắt chồng viết bài khác cho mình. Còn bài này sẽ sử dụng trong phim để mọi người cùng thưởng thức. Ngoài cổ phủ tinh thần, Nhã Phương còn ủng hộ ông xã khi đóng miễn phí một vai khách mời trong chủ tịch giao hàng. Cô xuất hiện trong vài tập, nhưng với thời lượng ngắn. Theo mô tả của Trường Giang, nhân vật của Nhã Phương không có thật trên đời. Ngoài đời không ai như vậy. Anh đã lên ý tưởng cho phần 2 của loạt phim với câu chuyện xe quanh cô Lao Công do Nhã Phương đảm nhận. Chỉ cần chủ tịch giao hàng thành công, anh sẽ bắt tay thực hiện. Xem bộ phim này, Nhã Phương rất thích chuyện tình màn ảnh của ông xã và hoa hậu Tiểu Vi. Chủ tịch giao hàng được Trường Giang đầu tư nhiều tâm huyết. Anh sản xuất làm kịch bản và đóng chính. Một chàng trai học vấn cao, thông minh nhưng không gặp thời, phải mưu sinh bằng công việc shipper và nhân viên siêu thị. Một ngày anh được thuê đóng giả chủ tịch một tập đoàn, gây ra nhiều bi hài. Trường Giang mời khoảng 30 nghệ sĩ tên tuổi góp mặt trong phim. Ngoài ca khúc vợ anh số 2, không ai số 1, anh còn viết một bài nhạc phim khác và mời anh Tú Atus thể hiện. Tập 1 của phim đạt gần 8 triệu lượt xem, đứng top 1 trending YouTube trong 5 ngày liên tiếp. Tập 2 lượt 150.000 lượt stream, thu về 2,5 triệu lượt xem sau 24 giờ phát hành và hiện đang đứng top 3 trending.